Sau Nhật xin chào cả nhà nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc lọc khí Daikin đồng hồ vuông mã số 11. Nói với cái tầm tiền 2,3 triệu thì chiếc này nó là vô đối trong cái phân khúc tầm tiền rồi. Dùng được cho phòng lớn, phòng nhỏ đều ok hết. Các bác để phòng khách cũng được con này, mà phòng ngủ cũng càng hay, để phòng ngủ lọc càng nhanh các bác nhé. Đấy. Chiếc này thì mình dùng được cho phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông trở lại. Em đã làm vệ sinh sạch đẹp từ bên trong ra bên ngoài rồi, hình thức trắng tinh tươm cho các bác dùng khỏi phải nghĩ luôn. Quá đẹp, một chiếc máy đầy đủ full tính năng công nghệ hiện đại. Giá thì chỉ có 2,3 triệu thôi. Tất cả các cái máy mà khi em làm xong thì đều kiểm tra tất cả các hạng mục chuẩn chỉ rồi các bác nhé. Kể cả pháo phần trăm độ ẩm này, cảm biến của Daikin về tất cả đều phải thay cảm biến mới hết. Đây hôm nay độ ẩm của Hà Nội này 99% luôn, thì máy Daikin này chỉ báo lên 90 là kịch các bác nhé. Đấy, nhiều bác biết một chút sơ sơ để cái thấy nó báo 90 này lại tưởng là cảm biến nó là nó không chuẩn, không phải đâu ạ. Độ ẩm này rất là cao. Nó tùy vào từng ngày em quay thôi. Chiếc này bên trong nội thất rất là đẹp các bác này. Ngoại thất thì làm đẹp rồi, bên trong nội thất rất mới luôn nhé. Hai thanh timer khử khuẩn này. Đấy, thanh uni này. Màng HEPA thanh mới này các bác nhé. Đấy. Quá ok luôn con máy này. Nói thật về bán rất là nhiều máy rồi nha các bạn, nhưng mà với cái tầm tiền 2,3 triệu thì em nói thật nó là vô đối đấy. Con này các bác dùng phòng nào cũng được luôn, to nhỏ ok hết. Ngày xưa cái máy này các bạn nó rất là đắt, năm ngoái thì nó vào 4 triệu mấy cơ, thì nhiều bác mua máy nhỏ để tiết kiệm chi phí. Nhưng mà năm nay thật sự là cái giá của nó quá rẻ rồi. Đấy, cho nên là mình mua con này luôn các bạn, tội gì mà phải mua máy nhỏ nữa. Đấy, mình nước rất là to, các bác bù ẩm được lâu nhá, hết lâu hết nước. Con này đầu ẩm này nghiêm mới luôn này. Chẳng có gì chê cả con máy này. Đời 2013 các bạn. 2013 nhé. CD máy 4993. Em bán là 2,3 triệu, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển các bác nhé. Máy đầu biến áp điện 220V rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn đấy. Chào các bác.